Zoom Zoom TV. Đố các bạn, loài chim gì có cánh nhưng không biết bay? Đó là chim cánh cụt đó các bạn. Và ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt tay vào vẽ một chú chim cánh cụt. Các bạn, chim cánh cụt thì sống ở Nam Cực nè, ở một nơi rất là lạnh luôn. Thế nên các bạn ấy có một bộ lông rất là dày, rất là dày luôn. Các bạn ấy có hai cái cánh chỉ để cho vui thôi. Còn các bạn ấy mới dùng hai cái chân để các bạn ấy đi. À, hai cái cánh của bạn ấy sẽ có ích khi các bạn ấy xuống dưới nước để bắt cá hay là bơi dưới nước chơi thôi. Tụi mình vẽ phác thảo thì các bạn đã thấy từng bộ phận ra chưa? À, mình đã thấy hai cái cánh rồi nè. Thấy cả chân và bây giờ thì thấy mặt rồi. Và đã xong bước phác thảo rồi, chúng mình sẽ chuyển qua bước vẽ nét để tiếp tục vẽ lại cũng như là hoàn thiện chú chim cánh cụt nào. Mình sẽ bắt đầu từ phần đầu trước nhé. Mình sẽ vẽ xong phần đầu thì tiếp tục xuống phần cánh nào. Rồi phần thân nữa. Và cả hai cái chân bạch của bạn chim cánh cụt. Hai cái chân của bạn ấy thì dùng để bơi ở dưới nước. Thế nên là mình sẽ vẽ những cái chân giống như chân vịt, là sẽ có những cái màng như thế này. Và bây giờ thì vẽ sang khuôn mặt nha. Cái mỏ nào. Rồi mắt. Và cả cái ranh giới giữa phần mặt và phần lông ở phía sau nữa. Tiếp tục thì sẽ là một đường ở trên cánh, hai đường ở trên cánh. Và các bạn ơi, đừng quên nhé, chúng mình sẽ dùng cục gôm nào, cục gôm hoặc cục tẩy để mình xóa đi các nét chì đã nào. Chú chim cánh cụt của tụi mình thì có phần trước bụng sẽ là một màu trắng như tuyết, còn phần sau lưng thì sẽ có màu xanh. Thì theo sở thích của tụi mình thì tụi mình có thể tô nhiều màu xanh, thậm chí là tô màu đỏ, tô màu vàng, hoàn toàn có thể. Bởi vì đó là sở thích của tụi mình mà đúng không? Ở đây thì mình sẽ tô cho bạn chim cánh cụt có một màu xanh nước biển. Tiếp tục thì mình sẽ tô cho cái mỏ có một màu cam và phần chân nữa này. Chúng mình sẽ thêm một vài chi tiết hình tròn tròn như thế này, đây chính là tuyết rơi đấy. Wow, thích quá, các bạn chim cánh cụt được sống ở nơi có tuyết rơi nè. Và các bạn ơi, một bạn chim cánh cụt đã hoàn thành rồi, màu sắc rất là đẹp đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và chúng mình hẹn gặp nhau trong những video khác trên Zoom Zoom TV nhé. Xin chào! Zoom Zoom TV!